Peru tour đấy. Peru tour. Lau lau lu tour Peru thôi. Lau lu tour Peru thôi. Rồi, cố lên. Cố lên. Ôi, một người chết. Hai người chết rồi. Đấy thấy chưa? Thằng trẻ con kia nó còn lâu này. Rồi, hai thằng chết. Thằng kia quay tít kìa. Nào, bây giờ xem hai ạ. Đây, người thắng cuộc đây. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Nàng Công Nguyên Family sẽ không nấu ăn ở trong thung lũng Cán Lủng, mà Nàng Công Nguyên Family sẽ mua món ăn được nấu ở ngoài huyện Mèo Vạc, và sau đó là mình sẽ mang vào cho người dân. Và món bánh hôm nay muốn mang đến cho bà con đó là món bánh tẻ. Hiện tại thì mình vẫn đang ở đây, đang ở ngoài huyện để đợi bánh tẻ. Khi nào mà bánh tẻ chín và ở trong nồi nóng hổi thì lúc đó thì mình sẽ mang vào cho bà con. Và hôm nay phương tiện của mình mang vào cho bà con đó là một chiếc xe máy. Vâng, đó là một chiếc xe máy Min. Thì tại vì là không có ô tô nên là vẫn phải mang vào xe máy cho bà con. Và thời tiết hôm nay thì trời cũng khá là âm u và đang có mưa nhẹ, nhưng mà vẫn phải mang vào cho bà con, vì nếu mà không mang vào thì bà con sẽ đói nên bắt buộc sẽ phải mang vào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ra đằng sau và xem là nồi bánh đã chuẩn bị đến đâu rồi. Đây là một cửa hàng bán tạp hóa, và bây giờ kia có chú Pó ở chỗ đấy đang vớt bánh tẻ ra rồi. Đây, bánh tẻ vừa mới được làm nóng. Bánh tẻ gói từ lá dong. À, tí nữa sẽ là cho vào hộp xốp này và mang đi à? Mỗi ngày thì ở ngoài huyện này bán được nhiều không chú Pó? Mỗi ngày bán được 60 cái. 60 cái. Ngoài làm bánh tẻ ra thì còn làm bánh gì ở ngoài huyện nữa? Là bánh trưng nữa. Bánh trưng. Bánh trưng là ngày nào cũng làm? Ngày nào cũng làm. Thì có nghĩa là mỗi ngày đều là Tết đúng không? Ngày nào cũng giống như Tết. Ngày nào cũng như Tết. Ơ, chú có đếm không đấy? Không tí chú lại quên nhá. Hôm nay không biết là bà con đi làm có đông không, nên là cứ mang tầm hơn 40 cái đi. Đấy, cái này bị phòi này, phòi nhưng mà không sao. Ui, nóng hổi thế này, nếu mà mang vào trong có cái, nếu mà có cái chăn mà đậy vào để cho nó ấm, để cho nó giữ nhiệt không chú Bó? Có. Và đây có cả túi nước chấm nữa, thì mỗi cái bánh thì sẽ là được một túi nước chấm. Nước chấm này là nước chấm tỏi ớt nước mắm, rất là ngon. Đâu? Ê, quán tạp hóa, quán đồ ăn. Bây giờ không biết là có buộc lên xe của cháu không, hay là sẽ phải mượn ô tô của hàng xóm để chở vào trong kia, bởi vì là kiểu gì cũng vẫn phải mang xe máy vào. Nhưng mà bây giờ nếu mà chở xe máy từ đây thì nó rất là khó. Đi ô tô để chở ở ngoài thôi. Hả? Đi ô tô để chở ở ngoài được thôi. Xe cũng bỏ được xóm. Đúng rồi. Chú thử để lên đây xem được không? Đây, cháu mời chú khiêng. Ghế này không được đâu. Cho vào ghế nào. Ờ, cho vào ghế hỏng yên đấy. Lấy cái, không cho mình lấy cái gì lốp trên. Tội gì, nhà hàng xóm nhà mình đầy ô tô thì mượn của họ một cái để chở vào trong. Tại vì từ đây cách cái chỗ đấy tầm hơn 10 cây một tí thôi. Hơn 10 cây một tí, và sau đó thì chỉ cần chở tầm 3 cây số bằng xe máy vào thôi. Có thể là tí nữa sẽ gọi một người nữa vào được. À, một người nữa ra, ví dụ gọi Hậu hoặc là gọi Tuấn ra để chở vào nhỉ. Thôi thì bây giờ sẽ bảo mọi người chở vào trong kia giúp, và sau đó thì cháu sẽ chở xe máy vào trong. Rồi. Ờ. Cho hàng xóm. Thôi. Thì lần khác sẽ lại mua tiếp bánh tẻ. Vâng. Có thể là sẽ mua cả bánh trưng. Con nó ăn ngon thì mai mai mua tiếp đi. Chú có thích bánh này không? Có chứ. Chú cũng thích bánh này. Mình cứ làm mình cứ là thích. Ờ, được. Như vậy thì bây giờ mình sẽ cứ đi xe này vào trước. Và sau đó là sẽ nhờ người để mang cái hộp này vào sau. Cán Lủng, bánh tẻ tới đây.
từ thị trấn Mèo Vạc mà vào đến Cán Lủng thì tầm 15-20 cây số. Chỉ có một đoạn ở bên ngoài thì sẽ là đi bằng đường đẹp này thôi, còn tí nữa khi mà vừa mới bắt đầu đến ngã ba sẽ là đi đường đất luôn mọi người ạ. À, đây nhìn bà con đang chở đồ chở xăng nữa này. May quá mình đã nhờ được một xe mang bánh cuốn vào cho mình đến kia rồi. Trời thì mưa đi rất là khó khăn. Ôi nhìn bà con đi chuyên nghiệp lắm. Mình chạy xe còn thua xa một bậc luôn. Đây, ở chỗ này thì có thể nhìn được toàn cảnh thị trấn Mèo Vạc này. Đây cho mọi người xem nhé. Đây, toàn cảnh thị trấn Mèo Vạc đây. Rất là đẹp. Phải nói Cán Lủng là một nơi rất là đẹp. Khi mà mình từ bên Nga về Việt Nam ấy, mình vào đấy lần đầu tiên mình thấy wow. Mình không ngờ là gần huyện mình mà lại có một nơi đẹp như thế. Và chắc chắn là nơi đó sẽ rất là phát triển, rất là đẹp. Sẽ có rất là nhiều khách du lịch. Mình cũng rất là hy vọng như thế. Đây, cán Chu Phìn 3,8 cây, không vai 19 cây. Thì đi là chắc tầm 10 cây là đến cái chỗ đường rẽ vào Cán Lủng. Sẽ phải đi qua cái khu đồi thông này. Hôm nay thời tiết thì còn mưa nữa nên là mình còn phải mặc áo mưa đi luôn. Này mọi người nhìn mây trời này, nhìn rất là đẹp. Trên này khi mà gặp người dân đi ấy, khi mà gặp người nông dân người ta chở nông sản vật đi ấy, rất là sợ. Tại vì họ đi rất là nhanh và kiểu họ quen đường họ đi nhanh ấy. Còn mình khi mà mình vừa đi qua mình, ôi, mình rất là sợ luôn. Đây chính là ngã ba đi vào trong thung lũng Cán Lủng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đợi bạn Tuấn ở đây vậy. Nhìn nhà của bà con đây là cái mái này, đó là những cái là thùng phi xong rồi duỗi thẳng ra làm mái nhà. Đây bánh tẻ đây. Ôi mọi người thấy không, vẫn còn bốc khói này. Úi trời ơi, như thế này mới ngon, mới chất lượng chứ. Đây rồi. Ôi trời ơi. Xin chào. Anh đi xe máy, nhưng mà anh không chở được. Phải... phải chở cái hộp này thì phải cái kia mới chở được. Ồ, hai đứa ra đây chơi à? Nó bảo là đi thử con xe cào cào của tớ xem có được không, có phê không. Hôm nay cho sóc ruột luôn. Tính thích xe này không? Thích không? Ô tô đi dầu mà. Tặng luôn. Đi được không? À, cái
Xe này không đi được á? Cao hết. Không đi được đâu nhở? Ô, phải ăn nhiều thịt vào thì mới đi được chứ. Cẩn thận đổ nha. Hả? Xí xí là cao cao đúng không? Nói đi, cao cao đấy. Nói. Đúng rồi. Thế Tuấn, bây giờ anh em mình nhấc lên xe đi, xong rồi buộc lại. Rồi, đây, bây giờ mỗi thằng một bên. Ui, bốn. Tuấn nhá, cái bánh này họ vừa mới lấy ra khỏi nồi phát tôi mua luôn. Chất lượng đi. Chất lượng lắm, nóng hôi hổi luôn. Thế thì chắc là ngon. Ui, người thì bé mà cái xe thì to. Đam mê vậy. Rồi, rất đam mê. Hỏi. Còn đây là nhỏ, mình không có tiền mua phân khối lớn, phân khối nhỏ vậy là được rồi. Đây. Bây giờ là bạn Tuấn sẽ buộc vào và chở. Tớ sẽ đi sau Tuấn nha. Bạn biết cái gì không? Áo mình. Làm sao đây? Em lý á. Lý em gì? Tớ làm lồng gà xong là tớ bóc cái mật ra. À, cái mật đúng không? Xong em đấy cứ ngồi trên ghế đó, ông em đấy cứ dầm dầm bắp một phát vào. Úi xưa cái mặt mình luôn. Ôi xưa ông. Ông này điên dã man luôn. Làm cái mặt mình làm áo ổng. Tại sao lại lấy chân nghịch viên mật làm gì? Nó nhầm dấm chơi cho dấm mạnh nổ luôn. Xe nào, đừng vào bay đấy. Bây giờ hai bạn này sẽ ngồi đằng sau anh đúng không? Hay là một bạn ngồi bên này? Tinh ngồi đây đúng không? Hôm nay nó Tinh ngồi bên này, chính ngồi bên này à? Ok, lên xe đi, lên xe ngồi. Đây hôm nay là thích trải nghiệm sự rét buốt, nó sẽ cảm giác buổi sáng mình như thế nào hôm nay cho đi. Cẩn thận bay khỏi xe đấy nhá. Đây. Bạn Tuấn đây. Bạn Tuấn đi đi. Hả? À, cho hóng gió mát à? Nhìn người Tuấn thì như cái kẹo mà ngồi trên cái xe. Cua quạng này gấp. Tuấn ơi, may hôm nay trời không mưa đấy nhở. Mưa bé đấy, chứ không là không đi được đâu. Chả nghe thấy cái gì. Thế nước chấm đâu nhở? Chết rồi. Không biết là nước chấm đã ở trong cái thùng chưa? Ô, chết rồi. Đấy, xe này xịn chưa? Nào, lùi ra đằng sau một tí. Đoạn này sẽ là đoạn đi khó này. Nhìn bạn Tuấn đang bơi hai chân kìa. Ui, xe mình gầm cao lắm, đi đoạn này thoải mái. Không có vấn đề. Nó lấy đâu? À. Đúng rồi.
Tuấn đi rất giỏi. Kiện hàng của bạn Tuấn là được buộc rất là chắc chắn luôn, không lung lay gì cả. Mình thấy rất thích khi mà vừa mới vào, vừa trên đường mà tự nhiên có một hòn đá rất là lớn, nó đứng ở ngay giữa đường này, xong rồi có cái cây mọc ở trên này, hay không? Đây, bây giờ bắt đầu là đi xuống thung lũng này. Cái gì cơ? Chả nghe thấy cái gì. Đây, ngày nào là các thành viên của Nắng Cao Nguyên cũng đều vào những con đường như thế này để thực hiện công việc của mình, nấu cơm, sau đó là xây dựng cho bà con. Chỉ một thời gian tới nữa thôi thì con đường này khi mà được hoàn thành thì sẽ dễ dàng đi hơn. Chứ bây giờ đi vẫn còn khó khăn quá. Ui dồi, đá to thế. Ui giời, thằng trước không ăn. Cố lên, Tuấn ơi, cố lên. Con win đấy, thua con min này thôi. Thấy chưa? Con win đấy làm sao bằng con min này. Đấy. Hôm nay là Tuấn không phải nấu ăn buổi chiều cho bà con nên là có thời gian dạy mấy đứa này học tốt hơn. À, bánh sẽ vào thẳng chỗ bà con luôn. Ôi, mấy đứa trẻ con đang chơi này. Ui dồi ôi, còn không mặc quần cho nó à? Bạn Tuấn ốp cua. Ui. Không sao. Sao bạn Tuấn ơi? Chính bị tuột rồi à? Dốc thế. Hả? Xe này á? Hàng này là không kiếm được cái thứ hai đâu. Cái này mua chỉ là nổ về gì.
Nhìn xe này quen không? Đúng rồi, xe mini đấy. Xe này ngày xưa đấy. Xịn đấy. Xe xịn chứ. Control. Để tí đi xuống dưới. Bây giờ đang đi mang bánh cho mọi người đã. À, bây giờ thì khi nào sẽ mang đồ cho bà con Tuấn? Bây giờ luôn. Bây giờ luôn à? Thế giải lao một tí xong rồi mình sẽ mang nhá. Thế bạn có muốn xả chết trong giờ giải lao? Xả chết cái gì? À, chơi quay à? Được. Bạn biết chơi? Biết. Ok, để tớ ra tớ chơi cho xem. Thì ở đây là các em nhỏ đang chơi sảng, chơi cù hay là gọi là chơi con quay đúng không? À, thì chắc là phải hơn chục năm rồi mình chưa chơi và bây giờ mình thử đi chơi xem nào. À, cho anh mượn. Lía, cho anh mượn. Nào, em có chơi ấy. Đây. Đây là quả gì nhỉ? Đây là quả sảng đúng không? Tiếng Mông nó là quả gì? Vê vồng. Hả? Vê vồng. Vê nôm á? Vê vồng. Cái gì? Vê vồng. Vê vồng. Đúng. Vê vồng. Đây thì cái dây là nó sẽ được tết bằng cái gì đó. Nó sẽ có một cái móc như này nhá, thì khi móc vào tay này. Móc vào tay này, móc như này đúng không? Ngón giữa. Ngón này á? Đúng rồi. À, móc như này. Không phải đâu. Ngược lại phải đặt như này á? Tay này ơi. Đúng rồi. Ngón này. Ok ơi, chị giáo này ơi, giáo này giật ơi. Lên mình này. Như thế nào? Nó lừa đấy, không phải đâu. Phải là hết. Cứ phải đâu. Phải thế. Nhớ đi cắt tao à, cho biết dùng gì. Chúng mày mà lừa tao thì chết với tao. Đây, như này đúng không? Anh biết rồi. Đây, cầm như này này. Đấy, và quận như này. Đấy. Ơ, hình như là sai sao ấy. Sai không? Sai. Đây. Đây, quận này. Đây, quận. Quận này. Đấy. Đây, bây giờ thì hai cameraman của Nắng Cao Nguyên sẽ đọ sức với nhau. Dũng, nhào vô, lấn xéo. Để anh quay trước nhá. Thôi để em quay trước cho. Nhưng mà anh ăn là ăn vào đầu đấy nè. Hai thằng kia tránh ra. Đây ăn nè. Tí ăn vào đầu đấy. Rồi. Ơi, con kia chân dài nhỉ. Đúng người mẫu có khác. Ăn này. Tránh ra. Kia cái. Kia. Cái gì kia. Ôi. Ôi sao ấy nhỉ. Ôi tít đấy nhỉ. Anh ăn toàn ăn vào cái đầu tròn thôi. Tuổi thơ đấy. Tuổi thơ gắn bó với anh em mình phải bao nhiêu năm đấy. Ngày xưa không có điện tử là chỉ chơi cái này thôi. Đã lâu lắm rồi mới chơi lại. Được chưa? Toàn này dây là vừa ăn được em. Được chưa? Bỏ ra thêm cái dây nữa à? Được rồi. Vừa chưa? Vừa rồi đúng không? Ok. Được chưa? Được rồi. Em phải đọc tích vào đâu. Ôi dồi. Ôi, từ. Đừng có mà chơi vào đầu anh, được rồi. Cho nó im đấy. Tại sao cũng ra đầu chó nhỉ? Tại sao không ăn được? Em không biết, quay được nhưng mà không ăn được. Nhưng mà của anh là toàn ra đầu chó thôi. Em ra đầu chó. Đầu chó có nghĩa là ví dụ quay như thế này đúng không? Thì đất đây còn ăn đầu chó là khi mà ăn thì nó toàn ra cái đầu này. Không hiểu luôn, không hiểu tại sao nó cứ ra đầu này luôn. Ôi trời ơi, đi xuống bên đây quên mất. Ơ, nhầm rồi. Quấn ngược rồi. Ai? Đây là cách quấn này. Anh Tuấn ở nhà Tây à? Ê anh ơi. Hả? Nhưng mà anh cứ khuấy. Cái gì? Cô chích cái gì nhỉ? Được trước. Chích po phư. Ăn này. Rồi. Ăn kiểu gì mà sợ cho nó đấy. Kiểu cái gì? Làm tóc cái nào. Anh quay quả đây, em thử quay quả này nào. Quả này nhẹ quá.
Quả này là ngâm phân bò rồi đúng không? Quả này ngâm rồi đúng không anh? Quả này là ngâm phân bò rồi đúng không? Ừ. Anh muốn hỏi thế tại sao lại phải ngâm phân bò? Không biết đây. Ngâm phân bò để nó cứng hơn đúng không? Đúng rồi. Ừ, mà nó rất là nặng, màu đen. Cái này của em à? Đúng. Bán không? Nhưng mà anh muốn thu mua cái này để xuất khẩu sang nước ngoài để cho họ chơi. Không bán đâu. Không bán đâu để chơi à? Ở trên này là những cái củ này này, nếu mà người ta muốn là kiểu nó cứng hơn hoặc là cái màu đẹp hơn, người ta thường thả xuống hố phân để cho cái màu nó lên đẹp hơn. Đấy, mình vừa cầm vào đây và mình sờ vào mũi, thật là khôn quá đi. Ôi, này, quay đây. Thế cho ăn nó rất là mạnh luôn. Nãy ăn còn có cái vệt này luôn này. Đấy. Bây giờ anh quay quả to, xong mày quay quả bé đấy nhá. Ok. Nào mình phải chơi ngược lại. Anh quay đi, em ăn từ bên này sang. Được rồi, không trúng đầu anh là được. Được chưa? Ôi giời. Nó bị sao ấy? Đây. Được chưa? Như thế này được chưa? Được rồi đúng không? Dũng được chưa? À, cái này này, khi mà cái ngày xưa mà cứ ngày Tết ấy, họ chơi rất là nhiều, họ chơi ở trong sân vận động ấy. Ôi, mình ra mình nhìn xem rất là thích nhưng mà chưa bao giờ mình chơi được. Rất là xa nha anh nhỏ nhá. Ờ, người ta ăn cứ phải cách 4 mét, bụp một phát trúng luôn. Cái dây này nó buộc cái quả này nó bị trơn. Thôi, không biết ăn thì cứ đổ tại dây. Sẵn sàng chưa? Được chưa? Chắc chưa? Chắc. Ôi giời ơi, quá là tít. Ăn một phát và vượng rau luôn. Em ra đây, em ra đây. Cái này của em mà. Em thử ăn cho anh cái nào. Ừ, bây giờ em ăn bằng quả nào ngon hơn? Ăn quả này hay quả này? Quả nào cũng ăn được đúng không? Sẽ ăn quả này nhá. Bởi vì quả này có phân mà, ăn quả này cho ngon. Đây. Quả này to quá. To quá không ăn được á? Đây, dây đây. À. Ôi, cái dây này tết bằng lông chân này. Ngày xưa mình cũng tết cái dây này là mất hết lông chân luôn. Rồi, đây, em buộc lại xem nào. Ây da. Có ăn chúng không? Chúng không? Không. Đây, không chắc à? Thôi anh nhá. Ui à. Thắng luôn rồi. Ô, nó thắng luôn. Của Dũng chết trước. Nhẹ quá anh ạ. Đây, ăn này ạ. Ây da. Ai thắng. Hai con vẫn còn đang còn quay cùng nhau. Quả nào chết trước thằng ấy thua. Quả kia quay tít hơn. Quả nào chết trước là thằng ấy thua. Chân dài vú lên chân chạy. Chân dài chết rồi. Bên kia thua. Ui, kìa. Các cao thủ đây rồi. Toàn cao thủ đây. Ba thằng cùng ăn luôn à? Từ trừ cho Dũng ăn trước. Dũng ăn trước. Ây ô. Ui ô. Bay vào trong này luôn. Thấy chưa? Ui giời ơi, quen tay rồi mọi người ạ. Kinh trúng luôn. Ai thua lúc nào thua là xẻ lúc nào ăn trượt thì thôi nhá. Nói tiếp đi anh. Thua thế. Chân dài nhảy chôm kìa. Ôi ôi, nhìn con này nó quay này. Nó quay bằng đít. Bây giờ anh hỏi mấy đứa ở đây. Bây giờ sẽ chơi đội. Thế đứa nào chơi giỏi nhất? Đứa nào chơi giỏi nhất? Đứa nào ăn nhiều nhất? Ăn tốt nhất? Đứa nào ăn tốt nhất? Thằng này á? Mày về với đội của anh. Với đội của anh? Quả thằng của em đâu? Ở đây. Vứt. Đây, em về với đội của anh. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với trận đấu tay đôi giữa hai đội tuyển của Thung Lũng Cán Lùng. Đội 1 với sự góp mặt của bạn Dũng và cao thủ đánh cù thôn, bạn Tho. Còn đội 2 với sự góp mặt của bạn Tùng Tì Lầu và đương kim vô địch giải xóm, bạn Xì Mí Mua. Hai đội đang chuẩn bị để bắt đầu trận đấu, hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất khốc liệt.
ai sẽ là đội chiến thắng trong trận đấu này, chúng ta hãy cùng chờ xem. Anh bảo nhá, anh biết là anh sẽ giỏi hơn em rất là nhiều, nên là em hãy ra trước đi. Nếu mà họ không đánh được em, tức là nếu mà họ thắng em thì nó họ mới gặp được anh, bởi vì anh là siêu nhất. Bây giờ mời em đi trước. Thôi anh em mình tạm dừng chơi ở đây đã, bây giờ thì sẽ đi chưa đồ ăn cho bà con, tại vì là bà con vừa mới làm xong rồi, sau khi chưa cho bà con ăn xong, ăn xong có nhiều sức hơn thì sẽ chơi tiếp, lúc đấy mới có sức chơi. Thôi bây giờ chúng ta đi chia đồ ăn cho bà con này. Này dây của ai? Ukavo, à của ai đây? Đây của em đúng không? Sơ xanh nhá. Cái thùng đồ ăn của bạn Tuấn đây thì bây giờ phải dỡ xuống. Uầy. Đây, bà con đây, bà con bây giờ mới bắt đầu lên đây. Đúng lúc luôn. Không muộn. Tức là có nghĩa là không mải chơi quên nhiệm vụ. Đấy. À rất may nãy mình lo là không biết là có mang nước chấm không, thì nước chấm đã để ở trong này rồi. Đây. Tuấn nhìn này. Nhìn này. Vẫn còn nóng hổi luôn, sờ nóng này, này, bốc hơi luôn. Ừ, rất là ngon. Đấy. Cái này mà làm thêm một chai 50 nữa nhỉ, một chai 500 nữa nhỉ. Phê. O Ilu. Cho O Ilu. Ilu. Hào, à, hào Ilu. Ilu hào. Dính. Dính ca ca. Hào ý ca. Ý ca nữa. Cà cà, sơ sinh ba. À, bà Hantolu, Hantolu Maximum. Bà Pelu đó. Ồ, bà phải chi lu. Chi lu một tuổi. Ồ, chi lu, chi tuổi. Chi lu là ít ít, mạ mạ à. Bà chuyên nghiệp nhỉ. Hôm nào tặng bà cái điếu điếu không nước ấy. À, điếu cầy cho bà rít. Nghe một phát là ngoài tổ 1 là nghe thấy bà rít luôn. Không được, chả lẽ mình lại thua bà. Chả lẽ 3 bi mình lại thua bà. Xem bà mấy bi, mình phải hút nhiều hơn bà. Olu. Olu. Pelu này. Lu từ số hỏi Lu còn tệ rồi. O này ngon, O này tốt hơn, O này xịn hơn rồi. O Lu Pelu. Pelu, O Pelu, U Pelu nhớ rồi mà. U Lu nhớ rồi. Pelu nhỉ. U O Lu, O Pelu. U O Lu. O Pelu, U Pelu, chảo Lu. U là mình hay là O là mình nhỉ? Bà không muốn bi rồi. Lóng lú. Ô bê lú, ô bê lú, chảo lú mà.
À. Có à? Cho cá rồi mà, cho cá dính rồi mà. Bây giờ thì sẽ chia cho bà con. Đây, chính cầm túi nước mắm, Tinh cầm cái này. Thì anh đưa bánh xong rồi là ấy nhá. Xong rồi là chia mỗi người một cái nhá. Ua, bánh tẻ. Rất là nóng luôn. Đây, y lưu cho em trước này. Một cái thôi. Đây. Quất tròn tao nữa. Đây, của em. Ồ, rất là nóng đấy nhá. Bánh còn rất là nóng đấy. Em. Đây, em. Ơ, còn thiếu nữa. Nóng lắm. Đây. Vâng, đây đang lấy cho bà con đây. Đây bà. Bà từ từ mà. Đây cho bà cái béo nhất nhá. Lo á. Lo. Đây cho ông trước này, xong rồi cho em bé trước này. Đây anh Công ơi. Anh Công. Khác để lấy cuối cùng. Cuối cùng này anh lấy luôn cái giỏ này hết. Anh Công. Đây em ơi. Tony. Cái nào cũng giống nhau hết mà, nhưng mà đây. Ôi. Nóng đấy. Cú. Ê. Không lấy à? Bà đây. Tao tả luôn. Ơ em. Cái gì chị ca? Ồ, vừa mới nói chị ca xong. cháu nghe đấy. Đây bà. Đây em lấy chưa? Tụi mi. Mấy chị đứng đây mà mình không nhìn thấy nhỉ? Ồ, khó mà chị tỏ luôn. Ủa, khẩn của tao nữa nè. Đây vẫn còn mà, tại vì là tại vì mình mua 40 cái mà người ta cho thành 45 cái cơ. Lứa kìa. Sao cứ đứng ở đâu đấy? Ngại, hôm nay em có việc ở nhà em không đi làm. À thôi, ngại gì hâm à? Ngại gì? U á? U một nửa thôi. U không học thì u một nửa thôi. À thôi đây, này. Anh lấy chưa? Lấy rồi, hai người một nửa. Anh lấy chưa? Lấy rồi. Hết rồi. Thằng trẻ con này. Này lấy đi. Lấy một cái đi. Xả xanh đi. Ôm một cái. Đây vẫn còn thừa nhiều mà. Thoải mái. Em ăn chưa? Có rồi. Ăn chưa? Anh Tinh ăn xong rồi? Anh ăn xong rồi? Để xỉa răng rồi. Anh Tinh chưa lấy đâu. Anh lấy chưa nhỉ? À, nhổ râu mình cứ tưởng là sửa răng. thấy tay cái như thế này. Đây là gọi là nhổ râu à? Nhổ râu mà, anh ấy nhổ râu. Lông mồm. Lông mồm đâu? Đây. Lông mồm. Chấm màu lên. Hai đứa ăn cùng nhau nhá. Đây, đưa cho một cái nữa này. Đưa cho một cái nữa, rồi. Ba đứa ăn hai cái nhá. Pê tù nọ o lù. Còn ai chưa ăn nữa? Còn Tinh nữa. À, còn Tinh đây. Tinh là hết. Ôi, ô lưu của tôi. Thế, đây, anh Công lấy hai cái đi, một cái buổi tối để còn ở trên kia. Mang đi trên kia rồi. Vâng, thì anh cầm luôn. Không cho ăn. Mang hết. Của mình đâu đây?
À đúng rồi. Phần của mình sẽ có 4 cái thôi, đủ bầu ấy. Còn 4 cái thì một cái sẽ là giải đánh cù tranh cúp bánh tẻ. Ừ đúng rồi. Thế còn anh Công còn ai chưa lấy nữa? Lấy hết à? À đây đây em. Ơ này lấy cái này cho em lấy đi. Hết nước mắm rồi à? Hết rồi à? Em lấy chưa? À thế còn em đã ăn chưa? Em có lấy cái nào không? Em có lấy cái nào không? Em không. Không á? Anh hỏi thế thôi chứ anh cũng không đưa cho em đâu. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay sẽ là một giải mở rộng, một giải đấu đầu tiên của Thung Lũng Cán Lủng. Đó là giải đấu đánh cù hay còn gọi là đánh sảng, tranh cúp, một cái bánh tẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ ra sàn đấu. Sàn đấu của chúng ta hôm nay là có ôi, rất nhiều vận động viên ở đây. Các em ơi, tranh cúp không? Cúp bánh tẻ. Ai thắng thì sẽ được một cái. À, đây là các vận động viên hôm nay tham gia. Vận động tiên viên này tên gì? Tên là Thỏ Mỹ Xính. Thỏ Mỹ Xính. Tên là Giang Mỹ Chứ. Giang Mỹ Chứ, vận động viên nhỏ nhất. Giang Mỹ Nô. Giang Mỹ Nô. Thưa anh ấy tên là Giang Mỹ Cho. Cho. Xình Mi Mua. Xình Mi Mua. Đứng hết ra đây mà quay. Nào, đứng ra đây. Tất cả cùng quay. Nếu mà ai lâu nhất là người đấy thắng. Sao mà không nên là xoay lên. Nào, đứng lùi nhau ra cứ đập vào mặt nhau bây giờ. Nào, được chưa? Chuẩn bị nào, từ từ đếm bên này. Anh điểm đến 3 thì mới làm nhá. 1 2 3. Được chưa? Được chưa? Sẵn sàng chưa? Nào, 1 2 3. Mấy con kia chết trước rồi, Cố lên, Ôi, một người chết. Đấy, thấy chưa, thằng trẻ con kia nó còn lâu này. Rồi, hai thằng chết. Thằng kia quay tít kìa. Nào, bây giờ xem hai à. Đây, người thắng cuộc đây. Anh thấy chưa, em bảo rồi. Thắng bại tại kỹ năng nhỏ nhưng mà có võ. Đây, thưa các bạn, đây là vận động viên tốt nhất của Cán Lủng và chiến thắng trong giải ngày hôm nay. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Thỏ Mỹ Xính. Thỏ Mỹ Xính, em là một người có rất có năng khiếu chơi cù. Anh hy vọng rằng em có thể tham gia Olympic được và tham gia SEA Games nhá, khi nào có. Ok nhá. Đây, phần thưởng cho em. Yeah. Rất là vui. Đấy. Ông này là đang thua chưa phục cái này. Mấy người quay vào đây là thua chưa phục này. Giải đấu của Thung Lũng Cán Lủng đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Và Nắng Công Nguyên Family cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những giải đấu tiếp theo. Cũng không phải là tranh cúp mà có thể là không phải tranh cúp bánh tẻ mà có thể là tranh cúp bánh chưng hay bánh dày hay bánh rán hay bánh rậm rất là nhiều. Thôi lần sau chúng ta sẽ tổ chức giải không chơi cái quả này nữa, nguy hiểm quá. Bye bye.